Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sùng A Vờ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 23 tháng 8 tại thị trấn Mường Trà, Công an huyện Mường Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đồn biên phòng Mường Mươn phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Sùng A Vờ trú tại tổ 10 thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện xử lý cá nhân kinh doanh 30 bình khí cười N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, tại khu vực đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tổ công tác kiểm tra phát hiện lô hàng gồm 30 bình kim loại, bên trong mỗi bình có chứa khí, tổng trọng lượng khí là 792 kg. Cơ quan chức năng đã có kết quả giám định, toàn bộ khí cười trong 30 bình là khí N2O hay còn gọi là khí cười. Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên không có giấy phép kinh doanh hóa chất, hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại An Giang vào ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng. Năm 2022, anh Nguyễn Quốc Thành trú tại thành phố Long Xuyên có quen biết Phương là nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB chi nhánh An Giang nên nhờ Phương làm thủ tục vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của anh Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng anh Thành cài đặt app và cài đặt mã PIN. Khi anh Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ 270 triệu đồng. Tuy nhiên, Phương đã nói dối là ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của anh Thành số tiền trên. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại Điện Biên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Thị Tiên, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Tiên đã lừa chạy việc cho con gái của một người quen với số tiền 400 triệu đồng. Đến tháng 7 năm 2021, khi con gái không nhận được kết quả trúng tuyển, người phụ nữ này đã nhiều lần liên hệ với Tiên để đòi tiền, nhưng Tiên không trả. Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ và chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ xác định Vì Thị Tiên đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin đến hoạt động lừa đảo của đối tượng Vì Thị Tiên, vui lòng liên hệ với thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, điều tra viên đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Điện Biên Phủ, số điện thoại 0978 227 113 để được hướng dẫn giải quyết. Liều lĩnh vào quán nhậu, giả vờ là mua thức ăn rồi ra tay cướp giật một chiếc túi sách của khách. Hành vi của Lê Thành Anh Vĩ, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 8, Vĩ điều khiển xe máy đến trước một quán nhậu ở đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, rồi vào gặp nhân viên của quán, giả vờ hỏi mua đồ ăn. Sau đó đối tượng quan sát thấy một người phụ nữ đang ngồi ăn, có để túi sách ở ghế bên cạnh. Vĩ liền đi đến, giật chiếc túi sách, bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, rồi mang đi cầm đồ được 6 triệu đồng. Đến ngày 28 tháng 8, Vĩ đã bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm 2 vụ chiếm đoạt tài sản khác của người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Hôm nay tiếp tục phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Quốc Quân, tức Quân Idol, 33 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, cùng các bị cáo về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị 4 án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Phạm Công Định, 26 tuổi, ở xã Cam Thành và Trần Lê Duy Thịnh, 27 tuổi, xã Thanh An, huyện Cam Lộ đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 10 kg ma túy loại ketamin thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Trước khi xét hỏi, hội đồng xét xử đã tách bị cáo Quân và Sơn ra khỏi phòng xử án để thực hiện việc xét hỏi từng người. Tại đây, Sơn thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là do Quân chỉ đạo qua tin nhắn Zalo. Sau đó, Sơn liên hệ với Định, rồi Định rủ Thịnh tham gia trực tiếp lái xe chở 10kg ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt quả tang. Tuy nhiên, tại phiên xét hỏi hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thì Quân đã không thừa nhận và quanh co chối tội. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng Quân không nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai của bị cáo Sơn phù hợp với giám định, trích xuất dữ liệu của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Nguyễn Quốc Quân tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 8 đến 9 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 4 đến 5 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 15 đến 18 tháng về tội đe dọa giết người, phạt 700 đến 800 triệu đồng về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng mức hình phạt là tử hình. Bị cáo Phạm Công Định, Lê Văn Sơn, Trần Lê Duy Thịnh tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác từ 2 cho đến 8 năm tù về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Một bị cáo bị đề nghị xử phạt 200 đến 300 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, Tổ công tác Công an quận Hải An trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An phát hiện Lợi điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Lợi không chấp hành mà có hành vi sử dụng một bọc tay nắm bằng cao su ném vào người một chiến sĩ trong tổ công tác. Tổ công tác đã đưa Khổng Văn Lợi về trụ sở Công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, Khổng Văn Lợi có mức cồn đo được là 0,025mg trên 1 lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, trú huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2024, chị Vũ Thị Ánh Việt, 45 tuổi, ở huyện Hoài Ân đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị Đức đi cùng chiều từ phía sau dùng búa tấn công nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân nên đã ra tay sát hại. Nguyễn Văn Đức từng có 2 tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Bến Tre hoàn thành các thủ tục bàn giao Lê Văn Bang, sinh năm 1970, ngụ phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho công an tỉnh Gia Lai. Bang là đối tượng bị công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 1991. Giữa năm 2023, công an thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã khởi tố bắt tạm giam bị can có tên Lê Duy Minh, sinh năm 1969. Đăng ký thường trú số 11, lô F, cư xã Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre kết án Lê Duy Minh 18 tháng tù giam nhưng được tại ngoại để điều trị bệnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng Công an thành phố Bến Tre và Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh làm rõ Lê Duy Minh chính là Lê Văn Bang, đối tượng truy nã của Công an tỉnh Gia Lai từ năm 1991. Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận bản thân chính là Lê Văn Bang. Vào năm 1990, Bang bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai kết án 4 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, Bang đã trốn khỏi nơi giam giữ nên bị công an tỉnh Gia Lai truy nã. Nhằm tránh bị công an phát hiện bắt giữ, Bang đổi tên Lê Duy Minh, sau đó trốn tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi bị bắt. Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Minh Chánh sinh năm 2001, Lê Ngọc Châu sinh năm 2002, tên viết tắt HAN sinh năm 2007, cùng trú tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 25 tháng 8, do có người yêu là tiếp viên tại quán karaoke phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ và tiếp khách tại quán đến khuya, Chánh và Châu nảy sinh ghen tuông bực tức, muốn đánh giằng mặt khách. Sau đó Chánh gọi điện thoại cho một người khác, rủ đi đánh nhau thì người này đồng ý. Khoảng hơn 0 giờ ngày 26 tháng 8, khi thấy hai người khách hát karaoke, một người sinh năm 2001, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai,
và một người sinh năm 2002 trú tại huyện Châu Đức từ quán đi ra. Các đối tượng Lê Minh Chánh, Lê Ngọc Châu và người còn lại đuổi theo để đánh hai người này. Tại đây, người đi cùng đã dùng ốc tuyếp sắt mang theo đánh nhiều cái vào vùng gáy vai của một nạn nhân. Sau đó người này bị ngã xuống nền đường. Chánh và Châu tiếp tục dùng chân đá vào người của nạn nhân. Hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an thị xã Phú Mỹ và viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Quá trình điều tra truy xét cùng ngày, cơ quan công an đã vận động các đối tượng Lê Minh Chánh, Lê Ngọc Châu và đồng phạm ra đầu thú. Bước đầu các đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Được biết trước khi đánh nạn nhân tử vong, các đối tượng trên cũng đã đánh một nhóm thanh niên khác gây thương tích vì tưởng nhầm những người này là khách của bạn gái mình. Quá trình đánh nhau, đối tượng Chánh đã dùng rựa chém một người khách làm gãy cán rựa.